Rồi, chào anh chị và các bạn hả. Hôm nay lên hai món đồ đổ chế về lên xe phun thuốc, lên xe rùa thì khá là ok luôn. Đầu tiên mình sẽ quay cái món đồ đổ này trước. Con này thì hai cầu này, về anh chị có thể lên phun thuốc, đi phun thuốc rẫy ruộng đồ khá là ok luôn. Mình gác cái bồn 500 lít đằng sau này ha, và gắn cái đầu áp đằng trước đây. Đây là cái chỗ gắn máy nè, nó đang chạy cái động cơ máy xăng 6 ngựa. Về anh chị gác đầu máy dầu L50-60 lên là rất là ngon. Đó, ok luôn. Gác cái đầu bơm thuốc ngay đây nữa, chở một cái bồn đằng sau nữa, chạy xuống ruộng phun thuốc thì khỏi phải bàn. Thời buổi văn minh rồi, mình làm cái gì nó cũng bớt sức lao động thì nó khỏe. Đây có bơm ben luôn ha, đây có cục bơm ben luôn nè. Anh chị gắn máy ngay đây, quay cái bu ly ra bên này và chạy bu ly hộp số đây. Đó, thì anh chị cứ gắn hai dây cô ro vô đây, chạy này nhanh này chậm ha. Đó, nhanh chậm là hộp số kéo thôi. Số nó thì đây, số rất là ngon nha anh chị nha. 2 tiếng một lùi có nhanh chậm luôn. Đó, 2 tiếng một lùi có nhanh chậm, có thắng chân nè. Đó, anh chị thấy không? Thắng rất là ok ha. Con chân nằm bên kia, con chân lái qua lăng Kubota, thương hiệu Kubota ga tay này, lái rất là nhẹ nha anh chị nha. Nè, em chỉ cần quay một tay thôi anh chị thấy không? Đó, em chỉ cần quay một tay thôi anh chị thấy không? Là hai cái bánh nó qua xéo qua một bên luôn anh chị thấy không? Em sẽ quay một tay trả giờ nè. Quay rất là nhẹ nha anh chị nha, chưa nổ máy chưa gì luôn. Quay cực kỳ nhẹ, hai cầu nha anh chị, hai cầu. Hai cầu hộp số nằm đây. Đây hộp số nha anh chị nha. Con này tổng diện tích ngang nó là 90, dài 1m, hết bánh luôn là 1m4 nha anh chị nha, từ trước ra sau. Có bơm ben nè, đó, bơm ben và có bộ chi ben luôn. Đó, chi nhớt ben luôn. Đây ha, có bộ chi nhớt luôn. Đây có một cái bộ ti ben nè. Đó, giờ anh chị làm gì thì làm, không làm thì tháo bỏ lại, sử dụng việc gì đó. Này là ben đuôi nè. Đó, anh chị thấy không? Đó, ti bóng lộng luôn. Bên chị ben thì cái này nó sẽ dở lên. Nhìn hai cái đùi như hai cái đùi đà điếu. Giờ gạt tháo cái này dục đi, cắt cái này nè anh chị. Em thấy cắt cái này ngang này dục ra. Đó, rồi gác cái thùng lên, gác cái thùng lên ha, độ sườn dài ra chút. Cái này anh chị có thể tháo ra được ha anh chị ha. Đây, tháo hai ngóc ra, rút cái cầu sau ra, rồi nới cái thùng dài ra, nới cái sườn đó, dài ra khoảng tầm 50 nữa. Rồi bắt đầu anh chị dời cái cầu sau ra thêm chút nữa. Nói chung là anh chị nào đã đồ chới, đã có đam mê, có cái đầu đồ chới thì nhìn vô là biết phải nên đổ cái gì rồi. Rất là ngầu. Nói chung hai cầu mà nhỏ nhỏ như vậy để đồ chới thì cũng nói chung là cũng ít có nha, nên là chị nào đang quan tâm thì mua về đồ chơi rất là ok luôn. Số má là bao cho anh chị ngon hết ha, cầu rất ok, dày dặn chắc chắn. Giá bán tại cửa hàng là 8,5 triệu nha anh chị nha, 8,5 triệu. Quá rẻ cho một cái khung hai cầu. Rồi, tiếp theo qua một cái xe xay cỏ. Xe này xe xay cỏ ha. Mất hai cái họng rồi. Mất cái họng vô và họng ra, về anh chị bỏ thêm vô thì giá nó cũng rất là bình dân. Thêm một cái con xe rùa bánh xích chạy gắn trên cái con này chạy luôn. Đang chạy cái đầu Robin EI18. Con này nổ rồi nha anh chị nha. Con này bữa má rớt xuống giật nổ và xay cỏ luôn rồi.
nhưng mà nó hết xăng à. Bình xăng rất là mới, hết xăng rồi nha anh chị nha, còn máy là bao nổ cho anh chị luôn. Máy nổ rất là ngon, im ru. Máy là em bao cho anh chị nổ thôi nha. Còn khi anh chị mua thì về cứ đổ xăng vô là nổ thôi. Còn không nổ thì trả đủ tiền nha, khỏi phải lo, khỏi phải biểu giật nổ thử gì đó. Em đã nói nổ là nổ ha. Ok, ngon lành. Hai con chị hướng nè. Số là 2 tiếng một lùi. Số 2 tiếng một lùi nha anh chị. Đó, cái bộ xe cỏ nằm trên đó luôn. Bây giờ cái bộ xe cỏ không thì cũng đã 6 triệu rồi ha. Cái con xe rù nữa, con xe rù nữa. Đó, nổ chạy, nó nằm trên cái bộ luôn. Về mình chỉ chạy ra tới chỗ mình xây, không chạy vô mình cất. Giá rất là bình dân, bán cho anh chị 10 triệu rưỡi nha. 10 triệu rưỡi nguyên quần con như vậy luôn. Đó, nổ chạy ngon lành luôn. Xây cỏ về mất hai cái họng thôi. Giờ anh chị bỏ vô ha. Rồi, giá bán tại cửa hàng là 10 triệu rưỡi nha. Bao cho anh chị cái bộ xây cỏ này là còn rất là ngon nha. Bữa bỏ cỏ vô em xây ok hết rồi. Rồi, hôm nay em có hai món hàng về, anh chị nào hợp nhãn thì liên hệ cho bên em ha. Số điện thoại 0803986745. Em ở thị trấn Thịnh Mỹ, huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi, mến chào, hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.